Vâng, ta đến với trận thi đấu tiếp theo nào. Trận chung kết của Game TV trong trận đấu đầu tiên. Vâng, khởi đầu đang hơi gian nan. Phonesian tới từ Chip Boy. Có hai pan dành cho hai tay chém trận này. Hai pan. Vâng, một Babylon tới từ Hồng Anh. Và cuối cùng là một Mark C tới từ game thủ Truy Mệnh. Còn chim sẻ trận này cầm IA. Mạnh Hào là người cầm Summer. Trương là người cầm Minoan. Và cuối cùng là Chip Boy cầm Phô. Đánh được nhá. Hai Pamidan mà không phũ vàng là tính được. Vâng, đây là Phô, đây là Hào, người cầm Summer. Hào nhiều khả năng sẽ là người đánh chém trận này. Cái thế nhà này là nhiều khả năng chém này. Xem đã. Nhưng mà thế nhà của Hào như khéo không có rừng đâu. Xẻ đánh gì xẻ ơi. Vâng, xẻ cùng A. Liệu có cần Chip Boy đi rừng A không? Vâng, đây là trận đấu mà chim sẻ nắng cân bản đồ trang. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Trương là người đánh chém trận này rồi. Cố gắng chém xong đó thủ phù và chơi lại pan thôi. Cùng xem pan có đầu cánh không. Vâng, như vậy sẽ có chiếc BS nhân đôi dành cho Trương. BS nhân đôi. Cho Hiểu về sát về em ơi cho nó khỏe. Nhà 1-5, Hồng Anh. Hồng Anh đưa xe giò từ trên 12 giờ xuống. Từ hướng đó liệu có kẹp không nhờ, sẻ nhờ. Vẫn có cửa kẹp. Vẫn có cửa kẹp. Sẻ phải cẩn thận. Nếu kẹp là pan mà chém sẻ thì đúng là khoai lắm đấy. Vì tôi đã thấy cho xe giò vào sớm như thế này thì nhiều khả năng kẹp. Em ơi cho xe giò giữa nhà em nhà sẻ đi. Bắt được con xe giò. Bắt được con xe giò. Không cho giữa nhà em với nhà sẻ là xong. Chỉ thẳng vào nhà chính của sẻ. Vâng, tôi đang chờ xem có kẹp hay không. Chưa cần phải dò được. Nếu có kẹp thì để sẻ còn tính. Có thêm bãi quả phụ dành cho game thủ chim sẻ. Xin các bạn là game thủ Trương IS. Bài đủ rồi nhá. Bài 2 voi, 1 hiêu, 1 quả phụ rồi. Câu nốt voi về. 23 dân em ơi, đánh em 23 dân được. Bài em được đấy. Em 23 dân để chém cho nó khỏe nào. Cắm ship cho xe giò đi em ơi. Còn đây là xe, pha câu 2 voi tới từ xe. Tôi vẫn đang lo sợ có kẹp xăm. Thì thực sự nếu có kẹp xăm thì là một thảm họa. Nó lại là pơ hoặc mác. Chúng các bạn là nó sẽ nhiều khả năng nó sẽ là pan hoặc mác C nếu mà kẹp. Tại vì là màu năm đã cho xe giò xuống nhà Trương từ 12 giờ xuống rồi. Vậy mà cái người mà kẹp xăm sẽ là pan hoặc mác C. Pan hoặc mác C kẹp xăm thì đúng là thảm họa vô cùng. Kích đời dành cho xe 26 dân ở 8 phút 15. Đây là BS 8 kẹp xăm mác C. Nếu mà Trương chém 8 thì 5 lại khỏe nguyên. Nếu mà Trương chém 5 thì 8 lại khỏe nguyên. Chị bọn anh đánh gì? Sang thủ trong xẻ có Mark, Mark C này. Mark C kẹp kìa. Mark C kẹp nhà xẻ với nhà Trương đấy. Trương chém xuống, chém lên Hồng Anh, chém về xẻ. Chém lên là em tự đỡ à? Mark C nó công cả ca kèo sao? Năm nó đánh cung rồi. Ui dồi, ngon chưa, hốc đấy. Hốc này luôn đấy, cơ cấu rộng ra làm hốc BL ở đây luôn này, BM ở đây luôn.
Rồi rồi à? Ừ thế được, hốc xong rồi chui hết vào đây đi. Khỏe đấy, bài của Trương khỏe nhá. Lực khỏe lắm ấy. Thông tin báo về Pan 6 lên lên muộn. Bài xẻ là khá khung rồi, tôi chỉ sợ Maxe công ca chứ không phải là công y. Nhưng mà Trương phải đỡ được, Trương chọc luôn nhà của người cầm Maxe đi. Đây là màn hình máy của Trương. Trương đã kích đời và con một bãi quả trong cái hốc này. Tuyệt vời. Chém luôn Maxe, do công giáp đầy đủ là ngon. Cố gắng nâng công giáp đầy đủ xong hãng chọc. Dân sắp mép bản đồ rồi, nhà xẻ luôn. Dân đang ở sắp mép bản đồ chỗ nhà xẻ. Bỏ con xuống chọc hai dân đi. Ôi chọc 4 dân này đã xong, xuống chọc hai dân đấy nhá. Xem nó đóng cái nhà gì đấy. Để còn biết mà trống. Đóng nghe Trương. Thông tin báo về Hào gặp Pan 7. Hào đang ổn. 25 dân, bo nhỏ được gần như toàn bộ rồi. Đây rồi, có khu vực này thì chưa thôi. Như vậy là Pan 6 chọc vào cho Hồng Anh, để Hồng Anh đánh cùng, chọc vào nhà khóc. Đó là Pavidan màu 6. Mấy cái e là kín đấy em. 7 đã lên đời xong. Đó là đầu cánh của Hào. Đã có hốc. Sát mép bản đồ chỗ nhà xẻ. Sát mép bản đồ đường sang nhà xẻ. Xem có đóng cái gì. Ca nhá xẻ nhá. Sát mép của em, nó đóng xong rồi đấy. Chết hai dân đóng ca, chưa nó mang lạc đà ra cứu luôn rồi đấy. Có cả chém luôn. Thịt thì được, thịt thì đây. Bơm thịt cho xẻ. Vàng thì chịu nhá, vàng thì chưa có vàng đâu. Cho một lạc đà về chém ca, đã có ca xẻ ơi. Vậy vào. Đang chém con ca rồi đấy. Mất ca rồi. Thủ được đấy. Hồng Anh sẽ khỏe nguyên trận này. Chắc chắn vẫn sẽ còn thêm một nhà ca nữa. Và đúng là như vậy. Ai đi chăm nhà màu 6 Pan đi. Xẻ đang yếu, nếu Hồng Anh đẩy luôn. Đây là chip boy sang thủ hộ. Mác phế rồi nhá. Chén nó bãi vàng của Mác xê đi em. Vâng, xẻ đang hơi yếu. Trong khi đó Trương IS thì cũng đang mất tham rồi. Vậy tiếp ở trong đi em. Vâng, mất tham từ Trường, bơm vàng cho xẻ đi. Bơm vàng cho xẻ. Không, xẻ đủ rồi. Còn đây là chip boy. 8 yếu lắm rồi đấy. Gần như là fit rồi. Đông pha vẩy e của chip boy để ăn 4 con lạc đà. Phù không được con nào rồi. Tham hay 54. Thế này dễ đánh. Nhưng mà chưa ai đi chăn kiểu Pan nhà màu 6 đâu. Pan màu 6 đông lắm đấy. Nhà màu 5 đẩy luôn game thủ mạnh Hào. Chỉ bao giờ từ nhà Hào sang có mấy con cung của 5. Cả 5 cả 6 đấy. Nó ôm em trước đấy. Bơm vàng cho chị boy lên giáp 4 đi. Tám phế rồi đấy. Xẻ phải sang xẻ ơi. Xẻ sang nhanh. Sang nhanh đi. Vâng, đây là chim xẻ tham lai 42. Đi tiếp đi, về nhà nó cứu đi. Mất nhà bây giờ. Vâng, tham chim boy tụt xuống chỉ còn có 49 thôi.
Cung A sang thủ, hai nhà có kê cho nhau trận này không? Chị Bòi đang mất khá nhiều những con nông dân ăn ruộng khi mà cung R của game thủ màu 5 đứng ở trên dốc và xả xuống. Đây mới là cơn nguy hiểm này, màu 6 cực đông. Màu 6 là rất đông. Đang thủ vào trong ở trong nhà trước. Ban nó phũ quá. Vâng, bắt hết quân của màu 6 trong tuần này. Nhưng màu 5 với cả 7 vẫn đang ở phía ngoài. 5 7 vẫn đang ở phía ngoài nha. 6 tiếp tục sổ vào. Vâng, màu 6 game thủ 9 đi công rất đông lạc đà. Xe phải cẩn thận, bị bắt cung A đấy. Lạc đà ban đông lắm. Vâng, như vậy màu 5 trên 12 giờ chứ không phải là đầu cánh. Anh ta đẩy xe giò lúc ban đầu, còn đấu 6 mới là ở đầu cánh của game thủ. Vâng, 6 mới là đầu cánh của game thủ màu 3 trường IS. Vâng, màu 8 thì gần như là phế rồi, có ca kèo bắn nổ của ca chưa? Xe bị ốp. Chị Boy sang luôn. Một tuần mà sẻ đang bị ốp, nhưng con cung A đang cố gắng hit and run. Chip Boy phải sang ngay nếu như không muốn sẻ mất nhà chủ lực của các game thủ bên phía team AOE Game TV. Đây là cung A. Lạc đà Pan đang đảo và Hồng Anh cũng đang sóc châu dân. Xem Hồng Anh bao dân rồi chị em? 49 dân. Mạnh Hào tham lai 22 đang cố gắng quản Pan màu 7 và cả Pan nhà màu 6 nữa, có quản được không? Không được. Họ quá đông. Lừa cắm cho nó cái gì vào đấy không? Cái gì khó Hồng Anh nó cứu luôn. Tham lai đang cần lại nhưng mà chim sẻ. Vâng, Chip Boy tham lai yếu quá. Bên kia là Pan nên là nó quá phũ. Vấn đề nó sóc dân nó lên đến 4 đấy. Xem tơn dân là bao nhiêu. Xem một anh tơn tham chưa. 51 dân đào đủ vàng. Này ơi. Cần một tuần đồ dành cho sẻ. Hào vẫn đang cố gắng thủ lại Pan nhà màu 7. Một trận thi đấu một Pan quá phũ. Mặc dù là Summer nhưng không đỡ nổi. Chip Boy vẫn đang cố gắng thủ game thủ Hồng Anh trong khi Hồng Anh đã kích 4. Sẻ cũng sẽ phải kích 4 đùa. Và nếu như mà đối phương mà dâng nhà ca lên là không ai đỡ được cả. Là cả IA và cả Phunesia sẽ phế ngay. Chưa bật nút vàng. Tìm một tên đi dâng nhà ca. Sẻ sang đỡ đi. Đỡ Chip Boy không mà nếu không có nhà Chip Boy là thua đấy. Chip Boy tham lai là 54 trên 124. Cần một tên nở siêu khủng tới từ game thủ Chip Boy cơ. Bắt đầu đi hot tới từ Hồng Anh trong khi chim sẻ mới vừa kích 4. Ông cắm một con cung giờ đi, nó cung ga bắt nó cắm à. Chim sẻ. Vâng, một thế trận thua các game thủ bên phía team AOE Game TV khi mà hai Pamidan quá phũ. Xe không khỏe nguyên ở thời điểm lúc ban đầu. Và Pan nó là sự khác biệt quá lớn trong trận thi đấu này. Chip Boy sẽ bị đẩy bởi những con hot và đây rồi. Hot đẩy thẳng xẻ luôn. Khi mà xẻ chưa lên 4. Chỗ bãi vàng mới của xẻ, hot đang ở khu vực đó. Chip Boy phải bỏ nhà chạy về nhà xẻ thôi. Góc 6 giờ sẽ là góc làm ăn tới từ game thủ Chip Boy. Quay lại với sẻ, một mình chống Mafia. Đã có lửa dành cho đối phương.
xe cũng đã lên 4 xong và tham ai đang bị đè. Một tơn màu 7 lọt vào. Và cả rất khó đỡ dành cho xe. Hot mà nở ra thì lạc đà pan cũng chém bay luôn. Cung Nga được tràn về để bắt bớt những con lạc đà. Và hot tràn vào luôn. Vâng, hot trèo dốc và những nhà chém bên phía của team Thái Bình chém rất bay khi được cầm Pamiran. Khoai rồi, 3-1 xê đầu dành cho Thái Bình. Và ta đến với xê đấu thứ hai sau mấy phút nghỉ.